Xin chào, mình là Gia Bảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của công ty luật CIS. Bạn có biết tên riêng công ty giống nhau vẫn được đăng ký kinh doanh? Làm sao đây? Hãy đăng ký thương hiệu tại cis.vn. Như các bạn đã biết, từ trước đến nay sổ hộ khẩu luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi công dân Việt Nam. Bên cạnh vai trò thể hiện địa chỉ thường trú của mỗi cá nhân thì sổ hộ khẩu còn là giấy tờ không thể thiếu trong nhiều thủ tục hành chính quan trọng. Tuy nhiên, sắp tới đây, ngày 1 tháng 7 năm 2021, luật cư trú ban hành năm 2020 sẽ có hiệu lực. Theo đó, có một số điểm mới về các trường hợp sẽ bị xóa đăng ký thường trú hay thường gọi là xóa hộ khẩu. Mời các bạn xem video hôm nay để biết quy định mới này là gì nhé. Trường hợp bị xóa hộ khẩu mà người dân cần lưu ý nhất là trường hợp bán nhà cho người khác. Thực tế, nhiều người đã bán nhà nhưng vẫn không thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ thường trú mà vẫn giữ địa chỉ tại nhà cũ vì nhiều lý do khác nhau. Theo quy định của luật cư trú năm 2020, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, người dân khi bán nhà mà mình đã đăng ký thường trú sẽ bị xóa đăng ký thường trú, xóa hộ khẩu tại địa chỉ đó. Tuy nhiên, nếu được chủ sở hữu mới đồng ý giữ đăng ký thường trú tại nhà đã bán thì người bán sẽ không bị xóa hộ khẩu. Ngoài ra, còn một trường hợp xóa hộ khẩu khác mà người dân cần phải lưu ý liên quan đến đăng ký tạm trú, tạm vắng. Đó là nếu vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng thì người dân cũng có thể bị xóa hộ khẩu. Quy định trên không áp dụng đối với trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào trường giáo dưỡng. Vừa rồi là quy định về hai trường hợp xóa hộ khẩu theo quy định của luật cư trú năm 2020 thường gặp nhiều trong thực tế. Do đó, người dân cần phải thực hiện các thủ tục về thường trú, tạm vắng theo đúng quy định, tránh trường hợp bị xóa hộ khẩu như đã nói trên. Video hôm nay đến đây là hết. Công ty luật sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin hữu ích cho người dân. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để tiếp tục theo dõi những giải đáp pháp lý khác nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.